Mày á. Trời ơi. Tới kèo luôn chưa chắc kìa. Ê ê ê ê. Chạy ơi anh. Chạy gì chứ. À, mới để ý được cái này luôn á. Rồi, kiếm chuyện đi nữa. Đố á. Ê. Nam, ghi hình ảnh nha. Bởi vừa làm chứng cho cậu dụng bên trống á. Chạy bỏ dép luôn rồi. Rồi bỏ một tí lại luôn. Ghiêng à, năn nỉ với Dượng. Bây giờ uống bao nhiêu? Uống nhiêu lon nữa? Đơn vị lon thôi chứ đừng uống nhiêu. Rồi vậy rồi. Tính đơn vị đó. Bữa nay là đừng có ngủ gì tỉnh, nhậu đi nha, nhậu đây không xong ngày ngủ mai, gì tỉnh. Ngày mai. Không, mới có rồi. Ngủ chiều lên. À, thích chịu. Cậu mới ngủ một chiều lên. Bây giờ thích thì chịu. Chịu ở đây tao dẫn sàng. Ở đây tới chiều luôn. Mình chưa lên. Dèo hai đường nước cho nó. Nó chèo. Mình có trách nhiệm. Làm ăn thật có trách nhiệm. Nó lên cái chèo. Đó. Rồi xong cái hồi xây qua xây lại bạn lên mâm mới. Nhìn xe lên rồi. Mưa nó. Xe không quá hả? Mưa. Để con hỏi. Hồi tối tôi hỏi ai con có cắt. Chỉ dùng mẹ hai heo. Với cậu.